À, có một câu chuyện mà lúc trước Nhân Đức cũng như kể mấy vị nghe mấy lần trong cái quyển sách Hồi Dương Nhân Quả. Cái vị này tu hành cũng rất là giỏi, tu nhiều chục năm. Khi ông gặp sự trở ngại, nghiệp chướng nó hiện khởi. Ăn chay cũng nhiều chục năm mà tự nhiên ông thèm đồ mặn. Tự nhiên ông thèm gà luộc chấm muối tiêu. Thèm, thèm ghê lắm. Nếu như mà ông vượt qua được cái nghiệp duyên đó thì sự tu hành của ông có thể được giải thoát. Tại vì tu nhiều chục năm tới lớn tuổi à, có là ông bệnh. Khi bệnh đau tự nhiên ông thèm gà luộc chấm muối tiêu dữ lắm. Thì ông rất là buồn, ông buồn vô cùng vì mình tu nhiều chục năm tự nhiên cái giờ mình thèm kỳ cục như vậy. Thì thò thẻ nói với thằng người đề, người thị giả rằng thầy tự nhiên sao kỳ quá. Thèm gà luộc kỳ cục. Rồi người đệ tử thị giả nói rằng là bây giờ thầy mình nếu mà ổng bệnh mà bây giờ ổng thèm gì mà không cho ổng ăn ổng chết thì ổng không có giúp chúng sanh được. Nên người đệ tử đó đi mua một con gà luộc rồi chờ vắng vẻ đem vô đưa cho ông thầy. Ông thầy ban đầu cũng ngại, đệ tử nói rằng thầy cứ ăn đi, cái thầy có sức khỏe. Khi thầy khỏe rồi thì lúc đó thầy mới giúp được chúng sanh. Chứ nếu như mà thầy chết một cái thì giờ nhiều người khổ lắm. Ông nghe nói vậy thì thôi cũng vì chúng sanh. Ông ăn gà luôn. Thì ông ăn xong thì mấy ngày sau ông chết. Cái phước duyên của ông tu rất là lớn. Nhưng mà ông chết vì cái nghiệp duyên mà ông trở lại ăn mặn. Vì mà đời thứ hai của ông sinh cho một gia đình giàu. Tại vì cái phước tu mấy chục năm lớn quá. Đời thứ ba của ông đi vào tam đồ ác đạo, khổ đạo. Thấy không? Có nghĩa là cái dòng luân hồi nó không đơn giản chút nào. Nó kinh khủng lắm. Nha kỹ. Nên là những người mà mình mà tu tập có khi quý vị nhớ kỹ là có những lúc mình ăn chay tự nhiên cái mình thèm đồ mặn. Nhớ kỹ ngay quý vị. Có những lúc mình ăn chay tự nhiên mình thèm đồ mặn. Mà khi mình thèm đồ mặn thì con cháu nó tác động. Con cháu nó tác động. Mà khi con cháu mà nó tác động đó quý vị, con cháu nó tác động thì lúc đó quý vị khó vượt qua. Rất là nhiều người ăn chay, như ở dưới quê những đứa có một cái bà cô này, hình như bên bên Phật giáo Hòa Hảo. Cô ăn chay cũng nhiều chục năm lắm. Xong rồi tự nhiên bệnh đau cô thèm đồ ăn mặn. Không phải cô thèm đồ ăn mặn mà là con của cô kêu cô phải ăn mặn để đủ chất. Đúng rồi, chứ không phải cô thèm đồ ăn mặn mà là con tác động cô ăn mặn ra đi để đủ chất cô khỏe. Khi khỏe rồi thì cô hả ăn chay lại. Cái con nó nẹo 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 suốt vậy, nói cuối cùng cô vì mấy đứa con nói gì cô ăn mặn lại. Khi cô ăn mặn lại thì 2 tuần sau cô chết luôn. Thấy không? Nên từ nơi đó mà tu hành nó gặp sự trở ngại không đơn giản nha quý vị. Sự trở ngại này không đơn giản đâu. Nên cái nói cái chuyện mà mình phát tâm ăn chay được là nó cũng hội tụ phước duyên lắm mình mới ăn được á. Chứ nếu không, có những người ta muốn ăn chay mà ăn vô nó xót ruột suốt vậy đó.
sốt ruột rồi nó ốm, nó bệnh đau suốt vậy đó. Rồi thêm cái tác động của những người xung quanh gia đình lớn quá. Nhưng nếu quý vị mà kiên định thì vượt qua là qua liền. Nhớ nó khảo đảo ban đầu vừa phát tâm ăn chay nghe, nó đau bệnh, có nhiều người nó nghiệp trước mình nó khảo đảo mình á, ốm ho rồi bị người này nói này người kia nói nọ, người ta nói mình xấu, nói mình xanh sao, nó nói mình dữ lắm, nó giống như cô Nga Ngô đồ đó. Từ nơi đó mà ăn ấm như ấm nhách, rồi bị người ta nói, người ta tác động, rồi thêm gia đình chồng hay này kia đồ tác động, ăn mặn lại này kia đồ. Nếu như quý vị mà kiên trì nghe, vài năm sau thay đổi. Như những đứa hồi đó mà những đứa ăn chay á, là những đứa ốm dữ lắm. Quý vị coi hồi đó những đứa ốm kinh khủng không? Những đứa mới mập nó vài năm nay thôi. Nó phải kiên nhẫn á. Nếu mà không kiên định là nói quý vị biết nghe, quý vị sẽ ngã mặn á. Nhất là người nhà tác động. Người nhà tác động. Thí dụ mình vô chùa thì mình ăn chay, cái này là thuận tiện dữ lắm rồi. Thì vô chùa là phải ăn chay. Nhưng ở nhà ăn chay khó. Nhưng mà khó mà làm được thì nó hay. Nhớ những cái bệnh hoạn đau ốm này kia đồ, vượt qua được là qua. Giống như những đức từng kể bị nghe câu chuyện mà cái ông này, ông ăn chay nhưng mà ông chưa nghe pháp. Ăn chay mà không nghe pháp, không hiểu nhân quả gì hết, ăn chay thôi. Thì ông ăn chay đâu 3-4 năm gì đó, thì ông bệnh suốt luôn. Cái ông bị một chứng bệnh gì đó. Ăn chay 3-4 năm cái ông bị một chứng bệnh. Cái ông thượng quán than, ông chửi. Ông nói rằng ăn chay mà bây giờ bệnh đau vậy đó. Phật nói ăn chay sức khỏe mà sao bệnh đau vậy. Ông nói này nó kia, ông phỉ bác. Người bạn nói, bạn ơi, bạn ăn chay điều đó là tốt. Bạn ăn chay đâu có lợi cho Phật đâu. Bạn ăn chay là bạn tốt cho bạn. Nhưng cái nghiệp chướng mình phải trả là mình phải chịu thôi. Tại sao bạn lại trách Phật, trách Bồ Tát? Cái ông này ông cứ nói hoài. Người bạn nói rằng nếu mà bạn nói vậy thì bây giờ tính một ngày bạn ăn chay bao nhiêu tiền, tôi mua trong mấy năm đó luôn. Nhưng mà khi tôi mua tôi đưa tiền nghe, bạn phải ghi một tờ giấy rồi xong bạn đốt. À, nên cái người mà ăn chay nói rằng ủa, thằng bạn mình sao nó khờ quá vậy ta. Mua gì mua ăn chay. Được, mình bán đi, mình lấy tiền, mình mua thuốc, mình uống, có sao đâu. Xong cái ông ghi giấy, ông bán trong mấy năm ăn chay đó bao nhiêu tiền. Bán xong ghi giấy đàng hoàng đốt trước mặt bạn luôn. Tối lại thì vua Diêm Vương sai quỷ vô thường đến, đến để bắt ông. Có nghĩa là quỷ vô thường nói rằng là đúng ra là ông chết lâu rồi, nhưng mà nhờ ông ăn chay ông kéo dài thọ mạng tới bây giờ. Nhưng bây giờ ông lại mang tâm phỉ báng cái chuyện ăn chay không có phước, mà dám đem chuyện ăn chay của mình bán cho người bạn. Nên hôm nay thọ mạng ông đến lúc phải chết. Thì ông xin cho ông ở lại. Ông ở lại một ngày nữa thôi. Không phải vì cái việc gì mà vì cái chuyện, câu chuyện này của ông, mà ở lại một ngày để ghi chép câu chuyện này lại, cho người đời sau biết được việc ăn chay là lợi ích, chứ không phải là không được lợi ích. Nên quý vị biết rằng là có những câu chuyện kể rất là hay mà mình phải hiểu. Có nghĩa là mình học Phật mà mình mà không nghe chia sẻ Phật pháp là hoàn toàn quý vị sẽ rất dễ nghiêng ngả. Cái đụng việc này việc kia rất dễ nghi ngã. Nói cho quý vị nghe, chứ nếu mà quý vị nghe mà quý vị không chú ý, quý vị nghe mà quý vị không hành trì, quý vị cũng nghi ngã luôn khi gặp sự cố. Tại vì cái nhân cái quả nó là đến với mỗi một con người. Khi nhân quả đến với mình, bản thân mình cũng như vậy à. Nó, nên từ nơi đó mà những đức nói cho quý vị nghe là khi đang chay, lỡ quý vị yếu quá, quý vị bước qua mặt, nhưng quý vị cứ cố gắng quay lại, dùng dòng cầu sống là không có, hiểu chưa? Có nghĩa là đừng bao giờ nản lòng rằng bao nhiêu năm nay ăn chay mà bây giờ ăn mặn mất hết rồi, thôi ăn mặn luôn, đừng có bị như vậy. Đây là những cái nói cho vị nghe, là vị để cơ hội đó nghe, chứ không những cái vị đi ăn mặn. Nhưng mà những cái muốn nói cho vị nghe là mình còn sống là mình còn cơ hội, mình còn sống là mình quay đầu là mình có cơ hội. Quý vị lỡ ăn mặn rồi, quý vị quay lại ăn chay, quay lại ăn chay đi. Nó bây giờ quỳ trước Phật rằng con không đủ năng lực để vượt qua cái tình cảm của gia đình, con lỡ ăn mặn. Nhưng bây giờ con phát tâm con ăn chay lại. Đó, quý vị phải phát tâm ăn chay lại, tuyệt đối đừng bao giờ thả cho theo dòng nước luôn.
Vì con người khi còn sống là mình còn cơ hội. Đó cũng là một tấm gương để cho những con người lỡ ngã mặn, người ta có cơ hội quay lại ăn chay. Nhớ cái điều này. Tại vì trong cái cuộc đời này mỗi một con người có nghiệp duyên khác nhau hết chứ, không đơn giản đâu. Đó. Nên từ nơi đó mà khi mình nghe như vậy rồi nghe, khi mình ăn chay, mình tu hành mà gặp sự trở ngại khó khăn, vì phải cố gắng. Trở ngại khó khăn phải cố gắng. Đó. Nên những đức nói rằng là chúng ta sống trong cuộc đời này, cuộc đời dạy chúng ta trở thành kinh nghiệm quý vị trong cuộc sống. Nhớ kỹ nghe quý vị, đến với nhau giữa con người với con người, thà mắc lòng trước đặng lòng sau. Đừng bao giờ để đặng lòng trước mắc lòng sau. Tại vì khi nó mắc lòng sau là nó sẽ kết thúc cái nhân duyên đó luôn. Nhưng mà rõ ràng từ ban đầu, về sau càng hiểu nhau. Thí dụ như có những ngôi chùa người ta cho quý vị mượn để quý vị hướng dẫn người ta tu đi. Ban đầu quý vị phải nói rõ ràng. Phải nói rõ ràng luôn. Tại vì người ta muốn mình dẫn người lỡ tu thì cái đà đó mình phải nói rõ ràng. Cần thiết phải ghi ra một tờ giấy rõ ràng là tôi đến đây, tôi được tu ở đây. Nếu như trong đạo tràng có ai quyên góp tiền chút đỉnh, con xin cúng dường cho Tam Bảo đưa cho thầy. Nhưng cách tu thì chúng con là tự hướng dẫn. Hướng dẫn con tu như thế nào nó rõ ràng. Đồng ý thì con đến, không đồng ý thì thôi. Ký tên, cái rẹt xong. Thật sự, trong cuộc đời này, chúng ta dù hiểu rằng là tin nhân quả, và chúng ta tin những điều này hết, nhưng sống trong cuộc đời này, thà cứ rõ ràng một chút đi quý vị. Thật sự. Giống như Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, ngài giảng một câu rằng, được sử dụng không cần phải sở hữu. Hôm nay những đức điều chỉnh câu này lại cho phàm phu chúng ta. Cần sử dụng cũng cần luôn sở hữu. Sở hữu nhưng không chấp sở hữu, chắc ăn hơn. Vì phàm phu nếu lang thang hoài cũng khó tu. Lang thang hoài cũng khó tu. Nếu cho tôi thì cho rõ ràng luôn. Nếu tôi chấp thì tôi đọ kệ tôi. Nhưng cho tôi thì cho rõ ràng. Lưng chừng khi tôi làm lên được đuổi tôi đi, điều này khổ lắm. Lang thang hoài khổ lắm, thật sự luôn. Nên hôm nay chúng ta điều chỉnh lại cho kẻ phàm phu yếu đuối của chúng ta, không đủ bản lãnh như các ngài. Tôi sử dụng thì phải được sở hữu. Vì sao? Vì như vậy sẽ chắc ăn hơn. Tôi sẽ an cư để lập nghiệp đạo pháp hay hơn là tôi lưng chừng. Hôm nay những đức điều chỉnh câu này lại luôn. Vì bản thân những đức đã gặp những sự việc trong cuộc đời những đức được trải nghiệm qua hết rồi quý vị. Hôm qua có một cô này ở bên Mỹ, cô theo cái số điện thoại của chú Tâm Nhiên, cô điện về. Cô rất là quý mến những đức. Có lần cô qua bên Bồ Đề Đạo Tràng bên Ấn Độ, cô thỉnh một cái chiếc y ở bên đó về cô tặng những đức. Có một lần những đức mà quán chiếc y gần cổ những đức chụp hình đó cho cô thấy, cô cũng vui. Thì những đức nghĩ chắc cô khoảng 50 tuổi đổ lại vậy. Thì cô nói rằng là lúc trước cô cũng là một Phật tử đi đến chùa, cô rất là giỏi, giỏi lắm. Và cô đi đến chùa vì chủ trì nói con nên đi xuất gia. Và cô qua bên hình như bên Mỹ bên cô xuất gia. Cô xuất gia và cô trong ngôi chùa đó cô cực kỳ cô giỏi luôn. Cô là một người xuất gia rất giỏi, một sư cô rất giỏi. Và cô phát triển cái ngôi chùa, phát triển mà nghe nói xây ngôi chùa mà khở nhiều tiền lắm, rất nhiều tiền luôn, cả triệu đô vậy đó, nhiều lắm luôn á. Xây ngôi chùa lớn mà đẹp lắm. Xong khi ngôi chùa ổn định đặc biệt hoàn toàn thì ở trong ngôi Tam Bảo có sự đấu đá với nhau. Cuối cùng cô bước ra hoàn tục cho thành cư sĩ, làm trả lại hết cho người ta luôn. Thì khi cô biết những đức, sự việc của những đức này kia, cô rất là quý mến những đức. Cô nói cô có hai căn nhà, một căn ở thành phố, một căn ở Long Xuyên. Tùy thầy, thầy chọn vị trí nào, con cúng dường cho thầy để thầy có chỗ ở tu tập. Và nếu thầy ở đó tu tập, con về lại Việt Nam định cư luôn. Con ở đó con nấu cơm, con lo cho thầy. Đến từ đó thì biết rằng là có điện thoại gì, có nói gì, cô chụp hình nhà cửa, cô gửi cho những đứa coi. Quý vị biết rằng là, nên mỗi một con người mình, quý vị biết rằng
tin nhân quả, tu hành và quyết tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nhưng trong cuộc đời này cái gì phải rõ ràng. Tại vì cái thời cuộc càng ngày nó càng thay đổi, lòng người càng ngày nó càng thay đổi, nó không đơn giản đâu. Dù quý vị làm 100 việc thiện đi chăng nữa, quý vị phạm một điều gì là 99 việc quý vị sẽ tan biến đối với họ. Nhưng cái nhân cái quả thì quý vị không mắc đâu, phải tin chỗ này. Nhưng đối với con người nó sẽ tan biến hết. Dù quý vị làm bao nhiêu năm chờ, làm bao nhiêu việc thiện, nhưng nghiệp duyên cái gì đến quý vị, nó sẽ xóa tan rất nhiều đối với một số người bên cạnh quý vị. Nên nhờ Đức khuyên quý vị, đây là lời khuyên rất chân thành. Quý vị sống nên đừng bao giờ phủ nhận tất cả những gì người ta đến với quý vị tốt. Những Đức nói rằng trong cuộc đời những Đức nhận cha mẹ người khác không biết bao nhiêu mà nói, và nhận bao nhiêu mảnh đời không biết bao nhiêu mà nói. Nuôi cha mẹ người khác rất nhiều, nhận rất nhiều ca hộ niệm. Quý vị biết rằng cái ơn mà nuôi cha mẹ mình lớn lắm. Khoan hãy nói đến những việc gì khác. Nếu con người mà bình tĩnh ngồi suy nghĩ ra, nếu quý vị là một người hướng dẫn đạo, mà nếu như cái người đi theo học đạo quý vị mà dễ phản bội người khác thì thua. Thật sự, nếu quý vị là người tin nhân quả, quý vị không bao giờ phản bội ai cả. 100% quý vị. Vì sao? Vì quý vị muốn giảng sanh cực lạc. Nên những Đức nói rằng cả đời của những Đức khuyên quý vị một câu rằng tuyệt đối không bao giờ thần tượng bất cứ một người nào ở cõi đời này. Chỉ là cảm ơn và không phản bội. Nhưng thần tượng Phật A-di-đà, thế giới cực lạc. Chỉ cái điểm này thôi. Tuyệt đối một câu những Đức cũng là người niệm Phật sanh cực lạc. Chứ những Đức không bao giờ nói cái câu những Đức sẽ giúp quý vị về cực lạc. Câu này những Đức hỏi gì những Đức nhắc suốt quý vị. Tùy quý vị suy nghĩ. Quý vị hãy tin vào bổ nguyện Đức Phật A-di-đà. Quý vị hãy tin sự cố cứu độ Đức Phật A-di-đà. Và chúng ta cũng phải tin và chúng ta cùng niệm Phật. Để một ngày nào thỏa mãn đến, Phật A-di-đà tiếp dẫn chúng ta về cực lạc. Chứ những Đức không có một khả năng gì đưa quý vị về cực lạc cả. Nói cho quý vị nghe, nếu hàng ngày không quân tập, khi cuối cuộc đời quý vị mê rồi, dù có bao nhiêu người khai thị cũng uổng công vô ích. Quý vị không có còn tiếp nhận được nữa đâu. Vì lục căn nó đã hoàn toàn bích lấp quý vị. Nên càng hàng ngày quân tập, càng hàng ngày quân tập, việc này rất quan trọng, rất quan trọng. Nó nên thời khóa tu của mình. Buổi tối này những Đức sẽ điều chỉnh lại một chút quý vị. Những Đức thấy rằng là cái giờ mà nói chuyện xong này mà 8 giờ bật lên tu, những Đức thấy nó không đơn giản. Cái điều này không phù hợp. Và cái thời tu xong rồi 9 giờ tu không phù hợp. Vì một là gì? Chúng ta tu nhưng phải đảm bảo sức khỏe. Và đi con đường dài vẫn là điểm chính. Chúng ta 4 thời tu là quá chuẩn rồi. Chúng ta thêm một thời nữa nhưng phải lấy 8 giờ rưỡi. Đúng một thời 8 giờ rưỡi. Để cái thời gian giờ này và nửa tiếng đồng hồ chúng ta vẫn có thời gian. Và 8 giờ rưỡi đó, quý vị ai bận biểu thì thôi. Còn nếu sắp xếp được thì người ta vô người ta tu. Giờ 8 giờ rưỡi. 8 giờ rưỡi tu xong một thời kết thúc. Bây giờ hôm nay chúng ta duy trì 6 thời quý vị nhớ không? 4 thời rồi xong giờ 8 giờ nói chuyện xong bật lên thì vì lễ Phật liền không đơn giản. Xong rồi quý vị tu xong rồi tới quay tới 9 giờ cái tiếp tục tu nữa. Nếu mà cái đà đó đi con đường dài nó hơi bị hụt. Nên chúng ta sẽ điều chỉnh lại cái thời khóa tu đó. Còn 4 thờ hàng ngày thì bình thường. Chuẩn rồi đó, đặc biệt rồi đó quý vị. 4 thờ đều đều là quá tuyệt vời rồi. Còn cái thờ kia là cái thờ tối. Mà khi mình tu giờ này xong là 8 giờ rưỡi nha. 8 giờ rưỡi xong mình vô mình lễ Phật. Thì thời gian bị vẫn còn để mình nghỉ ngơi. Hoặc là mình tu giờ đó rồi khoảng 9 giờ 10 xong là mình có thể những cái thờ khóa 12 giờ khuya mình vẫn có thời gian thêm một chút nữa để mình nghỉ ngơi, để mình giờ đó đủ sức khỏe, mình tu. Những Đức tin 100% khi khỏe và tỉnh thì tu nó vô. Còn khi mệt và quá mệt mỏi và ngủ gà ngủ gật. Nên hồi chiều Những Đức nói cái câu là ăn ngủ gì thì cũng niệm Phật. Chỉ có ngủ gật là khó niệm Phật thôi. Quý vị ăn thịt thì ăn ngủ tăng gì cũng niệm Phật được hết. Không có trở ngại đâu. Nhưng chỉ có ngủ gật là không niệm Phật được. Hiểu quý vị? Tại vì có nhiều người người ta còn ăn ngủ tăng thì niệm Phật được chứ. Hòa Thượng Ý Hiền nghe nói một câu rằng là thà ăn mặn mà niệm Phật còn hơn ăn chay mà mắng người. Cái câu ăn chay mà mắng người của Hòa Thượng Ý Hiền này nói rằng là nếu như quý vị mỗi ngày tụng kinh ăn chay mà tâm suy nghĩ thủ đoạn, miệng thì nói ngọt ngào, sau lưng thì giao búa thì cũng thua. Chịu thua, không có một cái gì đặc biệt. Còn thua cái người ăn mặn, cái câu ăn mặn của Hòa Thượng Hải Hiền cũng chưa chắc gọi là ăn thịt.
ăn mặn là ý của tự nhiên người nói cái người nói chuyện thô câu thẳng thắn mà tâm thiện niệm Phật, còn hơn nói chuyện ngọt ngào dịu tâm, nói chuyện mà giống như nó văn tự trao chuốt nhưng mà tâm là dao búa chọt ra thì thua thất bại, thấy không? Cho nên nên hòa thượng hiền ngài nói câu thà ăn mặn niệm Phật cũng chưa chắc là ăn thịt đâu. Có khi mình cũng hiểu lầm câu, nhưng mà ăn thịt niệm Phật vẫn được, tại vì còn hơn là không niệm Phật, hiểu không? Ăn thịt niệm Phật còn được, không chỉ ăn ngũ tăng mà không niệm Phật được là sao? Nó nên những đức nói rằng quý vị nhớ là khi hộ niệm mà con cháu mà vô niệm Phật, dù còn ăn mặn nhưng mà vô niệm Phật, cái trọng lượng đó một người con cháu niệm nó gấp hơn 2 lần cái người bình thường niệm. Quý vị công nhận là khi quý vị làm vợ niệm cho chồng cảm giác làm sao, làm chồng niệm cho vợ cảm giác làm sao, làm con niệm cho cha mẹ cảm giác làm sao, lúc đó cái cảm giác bị cực kỳ dao dạt và muốn hy sinh để niệm Phật cho cha mẹ của mình đó, cái tâm đó mới cảm ứng đó quý vị. Còn người bình thường chưa chắc có cái tâm này đâu, cái người bình thường chưa chắc có cái tâm này đâu quý vị à. Nên cho cơ hội người ta để người ta niệm cho cha mẹ ông bà người ta, và cho người ta nhìn thấy được cái hành động của quý vị làm để cảm hóa được người sống. Quý vị phải nhớ 100% đạo Phật là dạy cái gì quý vị không? Dạy người sống. Đức Thích Ca Mâu Ni độ người là độ người gì? Độ người sống. Còn người đã chết rồi, cái này là tùy duyên. Quý vị phải nhớ kỹ cái điều, khi còn sống mà gieo nhăn gây dựng thì đó mới là chỗ quan trọng đi đến giải thoát. Còn đợi tới chết là nghiệp duyên đã kết thúc, quyết định luôn rồi. Khó lắm. Lúc cặn tử nghiệp rất là khó, nên hàng ngày cần phải quân tập. Hàng ngày cần phải quân tập là điều rất quan trọng. Nên đạo Phật là gì? Dạy người sống. Khi còn sống, sống tốt, một công dân tốt, một người làm con hiếu với cha mẹ, sống không tổn hại đất nước của mình, không làm điều gì hại đến đất nước của mình. Đúng. Chắc chắn đạo Phật như vậy nó mới du nhập đến tất cả các quốc gia trên toàn thế giới. Nếu như đạo Phật mà dạy người ta buông xả mà bỏ cha bỏ mẹ, hoặc là bất hiếu với cha mẹ, hoặc là buông xả những điều không phù hợp với cuộc sống hiện đại, thì đạo Phật sớm bị diệt vong thật sự luôn. Nên từ nơi đó chúng ta học Phật nó phải mở rộng phạm vi ra, trong cái thời cuộc phát triển này và trong cái thời cuộc bận biểu này phải điều chỉnh làm sao phù hợp. Nhớ nghe quý vị. Chúc quý vị an lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nha. A Di Đà Phật.